Đồ xưa Mai Tôn xin kính chào quý cô bác và anh chị đam mê đồ xưa đồ cũ. Hôm nay là thứ sáu ngày 28 tháng 4, em xin lên vài món đồ xưa giao lưu đến cùng các anh chị và cô bác. Đây hôm nay thì shop em về được là có em mua là được hai cái cặp con sư tử ha các anh chị, hai cặp sư tử là gốm lái thiêu. Đồ này là phải từ trên 80 năm, có thể là vô tuổi cổ vật ha các anh chị, đồ rất là xưa luôn nhưng mà tình trạng của nó rất là đẹp luôn. Đây rất là đẹp luôn, đây em cầm em quay cho anh đi. Đó. Đây em xin lên xe mấy cái gì qua đây em quay nha. Đây thước dây kìa, đây em xin lên cho các anh chị xem mấy con sư tử nè. Đây xuất qua đây này, xuất qua đây này. Đó. Trước tiên thì em xin lên cho các anh chị là một cặp màu xanh ngọc ha các anh chị, hoặc gọi là màu xanh lục bảo, nó nặng khủng khiếp lắm nha các anh chị. Đây các anh chị cứ xem đó, đấu xéo đó bình thường. Đây rất là đẹp luôn ha các anh chị, rất là đẹp luôn. Đây tình trạng là lành đẹp 98-99%, thì đương nhiên đồ xưa đồ cũ hoặc là đồ cổ không bị này cũng bị cái kia ha các anh chị, trừ khi đồ mới nó mới lành đẹp 100% thôi. Rất là đẹp luôn ha, màu xanh lục bảo hoặc người ta gọi là màu xanh ngọc ha các anh chị. Đây cái cặp này thì có chiều cao, cặp này màu xanh nha các anh chị, cặp này thì có chiều cao rơi vào là 55 cm các anh chị ơi, chiều cao rơi vào 55 cm, chiều ngang như thế này rơi vào 26 cm, còn chiều sâu thì nó rơi vào là 36-37 cm hả các anh chị. Bao các anh chị là đồ lái thiêu, hoặc người ta nói cuối cây mai đầu lái thiêu hả anh chị. Đồ này thì trên 80 năm hoặc có thể là vô tuổi cổ vật, rất là ok luôn. Đây rất là đẹp luôn. Những cái này là người ta trưng các anh chị, người ta trưng hai bên nhà các anh chị, rất là phong thủy, trắng trạch trừ tà, nói chung là có giá trị phong thủy cao. Kinh chôn lên cho anh chị xem cái chôn ở đây có xi măng tí tí không nè, có xi măng không? Có hơi hơi, nó hơi có xi măng tí nha các anh chị, đục ra. Nó có hơi có xi măng nha, cái này là do người ta đục ra ha các anh chị, hồi đó người ta đục ra ha. Đây nhưng mà tình trạng nó cũng rất là ok ha các anh chị, chuẩn xưa. Đây đó là cặp xanh nha các anh chị, cái con màu kia cũng vậy thôi. Đây sẵn em vinh lên cho các anh chị xem luôn. Ủa nó nặng nặng kinh hồn. Đây cái cặp này ở chỗ này là nó bị lỗi lòn tí nha các anh chị, nó bị lỗi tí thôi nha chứ không có sao nha các anh chị. Đây nói chung là rất là hì hợm, rất là thần thái nha các anh chị, trắng trạch trừ tà, có giá trị phong thủy rất là cao luôn. Đây rất là đẹp luôn, màu xanh lục bảo, tình trạng là làm đẹp, một con nặng mười mấy 20 kg các anh chị. Đây chuồng ở đây đó, đó là cặp màu xanh nha các anh chị. Rồi em sẽ lên cặp màu nâu cho các anh chị xem. Đây tới đây là cặp màu nâu, cặp màu nâu thì nó to hơn. Đây không sao. Đây cặp này là cặp màu nâu hoặc người ta gọi là vàng cát các anh chị, chứ không phải là vàng hoàng đế ha. Đây nó đã quả biến rất là nhiều rồi, nó quả biến đen rất là nhiều rồi các anh chị, rất là đẹp, tình trạng cũng lành đẹp 98-99%. Xin đo kích thước và chiều cao của cặp này ha các anh chị. Cái cặp sư tử màu nâu vàng cát này cao là 60 cm hả các chị, chiều cao là 60, nó cao hơn con kia là 5 phân, nó rất là đẹp luôn. Đây để tất cả đều là ghim, đều là lành đẹp hết trơn ha. Em xin ghim chôn lên cho các anh chị xem. Đây, nặng lắm nha các anh chị. Đây. Đó một à. Con rồi tới con thứ hai. Con này con thứ hai, bữa nay đồ hơi lớn tí bởi vì nó hơi cực. Đây các anh chị xem, rất là đẹp luôn, rất là tuyệt vời luôn ha các anh chị, vô cặp ha. Đây. Xin kính chôn lên cho anh chị xem. Nói chung là em, nói chung là hàng của shop bên em khi đến tay các anh chị đều là làm đẹp hết trơn ha. Đây đây một cặp này em xin giao lô mỗi cặp ha các anh chị, mỗi cặp em xin giao lô đến các anh chị và cô bác với giá là 18 triệu bao ship đến các anh chị ha. Cặp nào cũng 18 triệu hết trơn ha các anh chị. Nói chung cái nào nó cũng sẽ có cái đẹp riêng của nó ha, có cái đặc trưng riêng của nó ha. Ví dụ như cái kia thì màu xanh lục bảo mà nhưng mà nó không được cao 60. Còn cái này màu vàng cát nhưng mà cao tới 60 ha các anh chị. Đó. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái thống ha các anh chị. Đây. Đây luôn. Một cái thống rất là đẹp. Đây không sao. Đây. Xin giao lưu đến các anh chị là một cái thống lái thiêu.
bao cánh chị đầu là 8-90 năm ha cánh chị, thống lấy theo tình trạng là lành đẹp 99%. Tất cả trên đây là viền, này là viền chữ hết trơn cánh chị, viền chữ hết trơn luôn đây, rất là đẹp luôn. Đặc biệt cái ché này là cái thống này là thống con phụng cánh chị, thống phụng đây có hiệu lò, đây phụng lò đàng hoàng nha cánh chị, hiệu lò đây có hiệu lò đàng hoàng ha. Đây thống này thống phụng, thống phụng thì đương nhiên nó sẽ mắc hơn những cái thống là ba văn cánh chị. Đây phụng nó đang bay, con phụng đang bay, phụng xè ha các anh chị, người ta gọi là phụng xè. Đây cái hiệu lò nè các anh chị, đây là cái hiệu lò đó. Ở trên đây là nguyên cái dãy chữ tàu các anh chị, nguyên cái dãy chữ tàu rất là đẹp luôn. Ở trên đây thì nó bị lát men nhẹ một tí ở đây thôi, cũng không có ảnh hưởng gì tới thẩm mỹ ha các anh chị, có thể là để cho các anh chị dòm được cái cốt bên trong của nó. Đây rất là đẹp luôn. Đây ở đây có chữ nữa các anh chị, bốn chữ nữa nè. Đây cái này tới 2-3 hiệu lò luôn. Cái viền chữ trên đây thì mình không tính ha, ở đây là một cái hiệu lò ở đây riêng, một hiệu lò đây, ở đây hiệu lò nữa là hai cái hiệu lò đó, rất là đẹp luôn. Miệng này là miệng răng cưa rất là to nha các anh chị, xin đo kích thước chiều cao cho các anh chị xem. Đây cái thống này có đường kính là rơi vào là 42.5 cm, đường kính rơi vào 42.5 cm, lọt lòng rơi vào 31 cm, và chiều cao của cái thống này thì rơi vào là 45 cm, chiều cao là tới 45 cm nha các anh chị. Đồ này đồ lái thiêu già 80-90 năm các anh chị, còn vài năm thế thì 100 năm cổ vật là bình thường hết anh chị. Đây cái chồn ở đây, đây cái chồn ở đây rất là đẹp luôn. Cái thống này thì em xin vô lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 8,5 triệu bao ship ha, 8,5 triệu bao ship đến các anh chị, bao các anh chị là lành đẹp 99%. Đây tiếp đến thì em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái ché là phụng cái gì, thọ quy ha các anh chị, một cái ché thọ quy đây rất là đẹp luôn. Hiếm khi có những cái ché mà màu được màu vàng như thế này ha, thường là gia lưu là nhiều, còn ché này thì nói chung là cổ vật Tây Nguyên ha các anh chị. Đây chữ thọ các anh chị, hai cái chữ thọ, sông thọ và ở đây là con gò, người ta gọi là ché thọ quy. Tình trạng là mấy cái đeo của nó là có một đeo dán lại ha các anh chị, đây một cái đeo dán lại dòm cắt là gõ gạch luôn, đây một cái đeo dán lại ha, còn lại là làm tích nha các anh chị, còn lại là làm tích hết trơn luôn, rất là đẹp luôn, màu vàng hoàng đế ha. Đây thọ quy, đây em xin đo kích thước và chiều cao của cái ché này. Cái ché này thì bữa nay em mua rẻ sẽ bán rẻ thôi các anh chị. Cái ché này có chiều cao rơi vào là 63 cm, 62 cm là các anh chị, chiều cao của ché này là 62 cm, vừa là 8 nút vừa là bãi lọc nha các anh chị. Đây đường kính miệng thì rơi vào là, đường kính miệng rơi vào là 20 cm, đường kính miệng là rơi vào 20 cm. Ché này là trên 62 nha các anh chị. Đây dòng bụng rơi vào là 1m12, dòng bụng là 1m12, tình trạng là lành đẹp 98%. Có một cái đeo dán lại nha các anh chị, có một cái đeo dán lại ha. Đó, đâu cái đeo dán lại mất tiêu rồi. Đây các anh chị cái đeo dán lại đây. Ha, cái đeo dán lại ha. Đây, thọ quy. Chôn ở đây các anh chị. Chôn ở đây. Rất là già ha các anh chị, chuẩn cổ nha. Đây, cái ché này em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 3,5 triệu bao ship đến các anh chị. Ché thọ quy này 3,5 triệu bao ship đến các anh chị ha. Đó. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình vôi ha, một cái bình vôi. Đây em có gì lấy ghế qua đem ngồi nè. Đây xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cái bình vôi bát tràng xưa. Đây rất là đẹp và rất là to luôn. Ở sau này là có con rùa, đây con rùa ha các anh chị, con rùa ở trên con lưng con rùa là có cuốn thư. Ở đây là có con kỳ lân, hai con gì, hai con dao long hai bên. Đây em xin đo kích thước và chiều cao của cái bình vôi này. Cái bình vôi này có chiều cao rơi vào là 27 cm, chiều cao của cái bình vôi này rơi vào 27 cm, dòng bụng của cái bình vôi này thì rơi vào là 62 cm. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 700.000 bao ship ha, 700.000 bao ship cho cái bình vôi, cũng khá là to ha, cao tới 27 cm. Đây ở đây là có con kỳ lân nha các anh chị, kỳ lân. Ở đây là có một con rùa đất nổi, nó một rùa thì một trong là tứ linh nha các anh chị, rùa với kỳ lân là một trong những cái con trong tứ linh, hai con dao long hai bên, cao tới 27, dòng bụng 62. Xin giao lưu đến các anh chị là 700.000 bao ship đó. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái bình bông vỏ đạn ha, một cái bình bông vỏ đạn chuẩn xưa bằng đồng. Bình bông vỏ đạn 40 ly này có chiều cao thì rơi vào là 17 cm, đường kính miệng thì rơi vào là 7.5 cm. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 850.000 bao ship ha, 850.000 bao ship. Đây rất là đẹp luôn. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái chén hán bao tải, một cái chén hán bao tải nha các anh chị. Đồ là người ta hán, nhà hán là đời Lưu Bang hay là Tam Quốc Diễn Nghĩa đó.
Cái chén này có chiều cao gơi vào là 5.5 cm, đường kính miệng gơi vào là 13 cm, rất là đẹp luôn, tình trạng là còn lành đẹp ha. Đây, ở đây nó còn bám phiếu một miếng men. Đây, đồ này đồ Hán bao tải nha các anh chị, bao các anh chị chuẩn cỡ, chuẩn Hán ha. Đây, các anh chị cứ xem lòng trong ở đây, tình trạng là lành đẹp, hiếm khi có những cái bát mà lành đẹp như thế này lắm. Cái bát Hán này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 1.2 triệu bao ship đến các anh chị ha, 1.2 triệu bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái chung Nhật rất là đẹp luôn. Đây, một cái chung Nhật cũng khá là to ha anh chị. Cái chung Nhật tích là thiên hạ thái bình. Cái chung Nhật này có chiều cao gơi vào là 7.5 cm, đường kính miệng thì gơi vào là 6.5 cm, có quai luôn ha anh chị, thấu quang thông đèn, rất là mỏng luôn. Đây, có cái quai đàng hoàng trên ha, mạ vàng. Đây, rất là đẹp. Cái chung Nhật này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 900.000 bao ship ha, 900k bao ship. Tiếp đến thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là đây. Cái bình nè, ai còn cái bình còn đó. Đây. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một bình cây mai miệng dúng ha, một cái bình cây mai miệng dúng, tình trạng là lành đẹp 99%. Đây, cái bình cây mai miệng dúng này có chiều cao gơi vào là 25 cm, đường kính miệng thì gơi vào là 14 cm, dòng bụng ha các anh chị, dòng bụng thì gơi vào là 53 cm ha các anh chị. Đây, đặc biệt đã quả biến đỏ ha các anh chị, quả biến đỏ. Đây, cốt xám xi măng, tình trạng rất là đẹp luôn cho các anh chị, miệng dúng ha. Cái bình này thì em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 4.5 triệu bao ship ha, bao các anh chị là trên 100 năm, tình trạng lành đẹp, miệng dúng, đặc biệt đây là miệng dúng và quả biến, 4.5 triệu bao ship. Tiếp đến xin đôn cho các anh chị là một cặp đôn luôn ha các anh chị. Đây, sẵn cái đây đôn luôn, gình cái đó lên đó là gình đôn. Đây, đôn để trên đôn đó, cái này em giao lưu nguyên một cặp luôn nha các anh chị. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cặp đôn là cá chép quá gồng, okay, hoặc gọi là cá chép dược vũ môn. Đây, rất là đẹp luôn ha các anh chị. Đây, ba con tạo thành một cái đôn. Cái này nguyên cặp ha, một cái dưới và một cái trên. Đây, hôm nay thì em mua được một cặp đôn cá chép quá gồng. Cái đôn này có chiều cao gơi vào 43 cm, chiều cao 43 cm, và đường kính mặt của nó là tới 31 cm ha các anh chị. Viền là viền găng cưa, ở trong là bông hoa, xung quanh là gồng phụng lá. Đồ này bao các anh chị là chuẩn xưa ha các anh chị, đồ biên hòa xưa. Đây, tình trạng là lành đẹp 99%. Cặp đôn biên hòa này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 6 triệu bao ship đến các anh chị ha. 6 triệu bao ship đến các anh chị, cặp đôn cá chép quá gồng. Tiếp đến xin lên đi, em đi tới vòng vòng đây đi. Tiếp đến thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cặp voi thành lãi ha. Cặp voi thành lãi. Đây, cái này em quay được không em? Đây, được. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cặp voi thành lãi đỏ. Đây, rất là đẹp ha, nhưng mà không có mọc các anh chị. Những con voi thành lãi mà có mọc thì một con gơi giờ bây giờ là khoảng có 80-90 triệu con. Này, con này thì không có mọc nhưng mà được cái là vô cặp. Voi thành lãi này có chiều cao gơi giờ là 45 cm ha các anh chị. Đây, tình trạng của nó là lành đẹp 95%. Ghiên nguyên con nha các anh chị. Ghiên đặc, ghiên cứng luôn ha các anh chị. Nó hơi bị phết lại một tí thôi ha. Còn mấy cái này là ghiên của nó chứ không phải là người ta lấy nước sơn, người ta sơn lên nè. Cái men của nó là vậy nha các anh chị. Đây, rất là đẹp luôn. Đây, cặp voi thành lễ cao 45 ha các anh chị. Tình trạng là đẹp 95-96%. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 45 triệu bao ship đến các anh chị ha. Cặp voi thành lễ cao 45 cm, 45 triệu bao ship. Đây, đây nó bị mẻ cạnh tí nè các anh chị, có một chỗ bị mẻ cạnh tí đây. Nó hơi bị mẻ này một tí đây. Đó, 45 triệu cho cặp voi thành lễ như thế này. Đây, tiếp đến xin lên cho các anh chị là một bộ gia đình gà. Đây, rất là đẹp luôn. Đây, hôm nay thì em quay vòng vòng ha các anh chị. Đây, xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cái bộ tiêu kê gia đình gà, gồm một con trống và một con mái. Đó, gốm này là gốm biên hòa ha các anh chị, hàng là gốm biên hòa, hoặc người ta gọi là minh long sông bé ha các anh chị. Đây, rất là to nha anh chị. Cái này là hai con vô cặp. Đây, con này con gà mái, tình trạng của nó thì rất là nhẹ luôn. Cái con gà mái này thì nó có chiều cao gơi vào 40 cm, chiều ngang gơi vào là 33 cm ha các anh chị, rất là to, rất là đẹp luôn. Đây, tơ tóc lắm nha anh chị. Đây, kim kê, người ta có thể gọi là kim kê con gà đứng trên đống vàng ha. Đây, tiếp đến là một con gà mái ha các anh chị. Cái này là gà mái nuôi con chứ không phải là gà trống nuôi con ha các anh chị. Đây, cái này là nguyên bộ ha. Nói chung là gia đình anh nào mà tuổi gà, tuổi dậu, mà nói chung là mình mua cái này về rất là phong thủy luôn, tam hợp ha các anh chị. Đây, tình trạng rất là đẹp luôn ha. Đây, đồ này là rất là tơ tóc luôn. Nói chung những cái cặp gà này bộ lần em cũng có bán vài cặp rồi, nhưng mà cái này lâu lâu mới có một lần chứ không có hoài đâu ha các anh chị. Đây, tình trạng của nó là ở đây là có hai khúc này dán lại nè các anh chị.
Nói chung là có sao em sẽ miêu tả vậy ha. Cái khúc này nó có bị tình trạng nhưng mà không có mắc mảnh gì cho anh chị dán lại ha. Đây, cái bộ gia đình gà tiêu kê kim kê này xin giao lưu đến cánh chị và cô bác với giá là 2,5 triệu bao ship đến cánh chị, 2,5 triệu bao ship. Đây, rồi còn tiếp đến em xin lên cho cánh chị và cô bác là một cái bát Vạn Ninh màu. Xin giao lưu đến cánh chị và cô bác là một cái bát Vạn Ninh màu hả anh chị. Đây, cái bát Vạn Ninh này khá là to, nhưng mà tình trạng của nó nè, tình trạng của nó đây, vỡ mảnh dán lại, vỡ mảnh dán lại thì đương nhiên phải bán với giá deco, với giá là 350.000 bao ship, bao cánh chị là Vạn Ninh Tam Thái đồ 19 chủng cổ ha. Đây, vỡ mảnh dán lại nha. Đây, không có mắc mảnh gì hết trơn. Cái này là dòm kỹ lắm mới thấy nha cánh chị. Còn chân như thế này thì cũng chả có ảnh hưởng gì tới mặt tiền. Xin đo kích thước và chiều cao. Cái bát Vạn Ninh Tam Thái này có chiều cao là 7.8 cm, đường kính miệng thì rơi vào là 16.5 cm. Đây, 350.000 Vạn Ninh Tam Thái chuẩn cổ. Tiếp đến xin lên cho cánh chị và cô bác là đây, mấy cái chén này. Đây, hai cái bát Nhật xưa. Hai cái bát Nhật xưa. Nó có tình trạng tí thôi. Đây, ba cái. Đây, cái này là bát ăn cơm nha anh chị. Bát Nhật xưa. Tích là hoa hả anh chị, tích hoa, có bài thơ luôn. Có bài thơ luôn ha. Nó có tình trạng ở đây nó bị vẫy mà, một cái, hai cái. Ồ, cái này là bác Cô Tô Thành, các anh chị là Cô Tô Thành. Có bài thơ luôn. Đồ này là chuẩn cổ hả anh chị, chuẩn cổ hết trơn ha. Đây. Còn cái bát này nữa nè các anh chị, bát này bát hoa luôn, cũng có bài thơ luôn. Ba cái bát Nhật này có tình trạng nhẹ, xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 600.000 bao ship ha. Bao các anh chị là chuẩn đồ cổ ha. Bát ba cái bát Nhật có bài thơ, hai cái bát hoa với một cái bát Cô Tô Thành. Đó. Đây. Tiếp đến xin lên cho cánh chị là một cái thống nha. Cái thống này thì em xin lên lại ha. Một cái thống tàu. Đây, một cái thống tàu hả anh chị. Xin giao lưu đến cánh chị và cô bác là một cái thống tàu Bạch Định ha. Cái thống tàu này có đường kính là 32.5 cm, chiều cao thì rơi vào là 24 cm, tình trạng là lành đẹp 99%. Thống tàu anh chị. Đây, tích là Tứ Linh, không phải Tứ Linh, con này con rồng nè. Long Phụng. Long Phụng, tích là Long Phụng đắp nổi ha cánh chị. Đây, chôn nó rất là già luôn. Đây, cái thống nè các anh chị. Cái thống này xin giao lưu đến các anh chị với giá là 1,8 triệu bao ship đến các anh chị ha. 1,8 triệu. Đồ này đồ vàng các anh chị. Đó. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái dĩa. Một cái dĩa 12 con giáp. Dĩa này là dĩa giang tay Trung Quốc, đường kính là 35-36. Dĩa giang tay Trung Quốc nha các anh chị. Cái dĩa này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,2 triệu bao ship ha. 1,2 triệu bao ship, 12 con giáp. Ở trong đây là có chữ lộc, chữ phước gì đó. Đây, đặc biệt là màu đỏ, hợp cho những người mạng quả ha các anh chị. Đây, đó. Tiếp đến thì xin lên cho các anh chị luôn. Nói chung là bữa nay em cũng có quay hơi tổng quát một tí. Các anh chị cứ nhìn xa xa gần gần, có thích món nào thì cứ inbox em qua số điện thoại Zalo 0826252052. Nói chung là trong Zalo em đăng rất là nhiều đồ. Các anh chị có không có kịp theo dõi clip thì cứ lên Zalo của em và cứ theo dõi đồ, trong chổng rất là nhiều đồ luôn ha các anh chị. Đây, ở đây là một cái lu cây mai, một cái lu cây mai tím rất là đẹp, rất là to luôn ha anh chị. Đây, các anh chị thấy cái tay em không? Nó to khủng khiếp luôn. Tình trạng thì rất là tốt luôn. Cái lu cây mai này nó có chiều cao rơi vào là 72 cm. Chiều cao là 72 cm, 72 là 72 phép của tôm còn không ha các anh chị. Đây, đường kính miệng thì nó rơi vào là 30 cm. Đó, còn cái dòng bụng nè, các anh chị xem cái dòng bụng đi mới biết cái khủng hoảng cỡ nào. Khủng bố luôn chứ không có còn khủng hoảng nữa các anh chị ơi. Trời, cái dòng bụng mà cái cây thước 2 mét thì chưa hết nè các anh chị. Cây thước này phải 2 mét không? Không, 1,5 m, cây thước này là 1,5 m. Đó, cái dòng bụng này là khủng bố luôn chứ không phải là khủng hoảng nữa ha các anh chị. Tình trạng của cái lu tím này thì nó lành đẹp. Nên nó bị cái này thôi nè các anh chị. Cái này lỗi lò. Nói chung con người mình thì nhầm khi còn bệnh lên bệnh xuống đó ha các anh chị, và không lành lặn thì nói chi những cái món đồ gớm mà cả trăm năm ha các anh chị, bởi vì cái đó các anh chị phải thông cảm cho em rất là nhiều. Đây, tiếp đến đó, ở đây là dư cục thịt đựng nước rất là bình thường. Cái lu cây mai này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 12 triệu bao ship đến các anh chị ha. 12 triệu. Cái này em chỉ giao lưu với khu vực miền Nam thôi các anh chị, còn các anh chị ngoài Bắc thì nói chung là khó. Em cái này đóng gói khó lắm các anh chị, rất là khó luôn ha. Và em chỉ nhận chuyển khoản đủ với những cái món hàng giá trị và món hàng lớn như thế này. Đó. Tiếp đến xin lên cho các anh chị em còn một cây đôn. Một cây đôn lái thêu màu vàng cát, hoặc người ta gọi là màu vàng hoàng đế ha. Cây đôn này nặng mười mấy ký ha các anh chị, mười mấy 20 kg cây đôn này. Cây đôn này có chiều cao rơi vào là 57 cm. Chiều cao là 57 cm ha các anh chị, gần 60. Và có cái mặt
Để bên kia anh, trơn trơn á anh. Đó, để bên kia. Đây. Cái mặt của nó thì rơi vào là 32 cm. Mặt của nó rơi vào là 32 cm. Cái lô này bữa kia nhiêu tiền em? 3,5 triệu. Đây, cây đô này xin giao lưu đến cánh chị và cô bác với giá là 3,5 triệu bao ship. Đây, nhưng mà hôm nay em bán 3 triệu. Tới lễ rồi cánh chị, tới lễ thì ai cũng nhà nhà cùng đều đi chơi và nhà em cũng không có ngoại lệ, cũng đi chơi. Bán 3 triệu bao ship đến cánh chị ha. Nhưng mà cái mấy cái này thì em chỉ nhận chuyển khoản thôi ha. Chỉ có khách quen thì mới ship code thôi. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi anh về cái ô trầu qua đi. Rồi để em về ô trầu đây, cái ô trầu sẵn, cái ô trầu luôn nè cánh chị. Đây, cái ô trầu này bữa nay anh chị nào chốt xin bán với giá là 4,5 triệu bao ship. Đây, nó chỉ còn mấy cái vật phẩm trên đây ha. 1 2 3 4. Đủ 2 ngăn luôn. Đây, 2 ngăn bình thường ha các anh chị, đủ 2 ngăn luôn ha. Đó. 4,5 triệu nha các anh chị, 4,5 triệu cho cái ô trầu đường kính 19-20 này. Nói chung phụ kiện gì cũng là đủ hay lắm ha các anh chị. Đó. Đây, qua đây luôn em. Đây, tiếp đến xin quay cho các anh chị xem là một cái cặp chậu bổ ô phụng xè ha các anh chị. Một cặp chậu bổ ô phụng xè, đường kính 55-56 vô cặp. Đây là gốm cây mai, tình trạng là còn rất là liền lạc, lành đẹp 95-96%. Đây. Cái cặp phụng xè này xin giao lưu đến cánh chị và cô bác với giá là 20 triệu bao ship đến cánh chị nha. 20 triệu cho cái cặp phụng xè bổ ô này. Đây còn cái chậu trầm tư em cũng lên hoài đây. Đó, cái rất là nhiều đồ ha cánh chị. Đây, đặc biệt hôm nay các anh chị quay thì sẵn em cũng nói luôn. Đây, cái anh có anh nào mà Trần Bá Lanh, Trần Bá Anh có mua đồ em thì có coi clip này. Thì nói chung là cái anh cũng ở Phú Thọ, cũng gần sắp tới mùng 10 tháng 3. Nói chung là Phú Thọ là quê cha đất tổ. Mà anh mua đồ của em, anh mua đồ em, anh bơm gì mà anh cũng chả biết sao mà anh dòm coi được nữa. Cái anh Trần Bá Anh này là quê á, tỉnh Phú Thọ. Ảnh mua đồ của em, anh bán cho khách ảnh. Khách ảnh không nhận, cái ảnh bơm đồ em luôn. Đó, anh cứ có xem clip này thì anh cũng phải coi lại mình ha anh. Đó. Rồi tiếp đến, đây. Những cái đồ lái thiêu, bình trà Sài Gòn, ly Trung Nhật. Cái gì em cũng có đầy đủ. Các anh chị và cô bác có cần món gì, thích món gì thì cứ inbox em qua số điện thoại Zalo 0826252052 ha các anh chị. Rất là nhiều món luôn các anh chị. Đây, ở đây dưới đây là một cặp voi Trần Minh Đạo. Cặp voi Trần Minh Đạo nặng gần 40 kg. Đây, cái này người ta gọi là hắc công tử ha các anh chị, là công tử Bạc Liêu đó. Đây. Cái chiều cao là 58 cm, chiều cao 58 cm. Đặc biệt con này là quả biến luôn. Lên màu vàng kem các anh chị, lên màu kem luôn. Quả biến con này, tình trạng là liền lạc ha các anh chị. Cặp voi này xin giao lưu đến cánh chị với giá là 15 triệu bao ship à. Cặp Trần Minh Đạo à, đồ trước giải phóng rất là đẹp luôn. Đây, còn đây là nguyên cái dàn bình lái thiêu của em nè. Nguyên dàn bình lái thiêu của em rất là đẹp. Đây. Đó cánh chị cứ xem, có thích món nào cứ comment inbox cho em ha. Đó, nhiều món lắm cánh chị à. Đây em quay vòng vòng. Đây ở bên đây nữa nè. Đây. Ở đây thì em có cặp ông tơ bà nguyệt gốm Biên Hòa xưa. Cặp ông tơ bà nguyệt này thì cao làm như là 60 phải không em? 66 mấy phải không? Ừ. Cao trên 60 cm đó các anh chị. Ê, cái này 70. 70. Cao 6 mấy gần 70 nha anh chị, anh chị. Cặp ông tơ bà nguyệt này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 6,5 triệu bao ship cho một cặp ha các anh chị. Còn tượng Quang Công. Cái này là đức cái này là gì ta? Quang Thánh Đế Quân nha các anh chị. Cái tượng Quang Thánh Đế Quân này cao 1m2, xin giao lưu đến các anh chị với giá là 65 triệu. Em chỉ giao lưu là ở từ miền Nam mình thôi các anh chị, Sài Gòn thôi. Đây vô em quay vòng vòng đó. Đây anh nói cần chưa. Đó em xin quay một vòng lại, các anh chị có thích món gì cứ inbox cho em ha. Đây rất là nhiều đồ. Đây vậy em cảm ơn các anh chị và cô bác đã quan tâm theo dõi cái buổi live của em ha. Các anh chị cô bác có cần món gì hoặc thích món gì thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo 0826252052. Em xin cảm ơn các anh chị và quý cô bác rất là nhiều. Xin chào tạm biệt ạ.